Mỹ treo cờ rủ, ông Biden thể truy lùng nhóm đánh bom kinh hoàng ở sân bay Kabul. Ngày 26 tháng 8, thêm 11.575 ca mới, Bình Dương vượt thành phố Hồ Chí Minh 934 ca. Sau đây là nội dung chi tiết. Chỉ một ngày sau khi Mỹ cảnh báo công dân nước này hãy tạm thời tránh tới sân bay Kabul và tránh các cổng vào do các mối đe dọa an ninh, sang ngày 26 tháng 8, hai vụ đánh bom liều chết và một vụ tấn công bằng súng đã diễn ra ở khu vực sân bay Kabul. Bom được đặt gần một đám đông gồm nhiều gia đình đang tập trung ở cổng sân bay để chờ được sơ tán. Có ít nhất 13 lính Mỹ và 90 thường dân Afghanistan thiệt mạng. Con số này đang tăng. Đây là ngày thương vong kinh hoàng nhất với quân đội Mỹ ở Afghanistan kể từ năm 2011. Và bắt đầu từ hôm nay, ngày 26 tháng 8, giờ Mỹ, quốc kỳ Mỹ sẽ được treo rủ tại Nhà Trắng và trên tất cả các tòa nhà cơ quan công quyền để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng do những hành động bạo lực liên rộ ở Kabul từ ngày 26 tháng 8 tới lúc mặt trời lặn ngày 30 tháng 8. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, đối với những người thực hiện cuộc tấn công này, cũng như bất kỳ ai muốn gây tổn hại cho nước Mỹ, hãy nhớ rằng, chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ truy lùng và bắt những người này phải trả giá. Ông Biden đã ra lệnh cho chỉ huy quân đội nhắm vào ISK. Đây là chi nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Afghanistan. Tổ chức này nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ngày 26 tháng 8, thêm 11.575 ca mới, Bình Dương vượt thành phố Hồ Chí Minh 934 ca. Tối ngày 26 tháng 8, Bộ Y tế công bố ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó gồm 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận tại 43 tỉnh thành. Theo đó, 5.966 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 5.603 ca đang điều tra dịch tễ. Cụ thể, Bình Dương vượt mặt thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận 4.868 ca mắc mới, nhiều nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3.934 ca, Đồng Nai 743, Long An 449, Tiền Giang 354, Đà Nẵng 144, An Giang và Khánh Hòa đều 131, Đồng Tháp 116, Kiên Giang 112, Cần Thơ 72, Bến Tre 55, Hà Nội 50, Bình Thuận 48, Bà Rịa Vũng Tàu 44, Nghệ An 43, Tây Ninh 42, Thừa Thiên Huế và Phú Yên đều 24. Quảng Bình 23, Trà Vinh 20, Bình Định 15, Bình Phước 13, Vĩnh Long 12, Sơn La và Đắk Lắk mỗi nơi 10, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Sóc Trăng mỗi nơi 9, Gia Lai, Đắk Nông và Quảng Nam đều 8, Quảng Ngãi 7, Lạng Sơn 6, Bình Thuận 5, Bạc Liêu 4, Quảng Trị và Bắc Giang 2, Lâm Đồng, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh và Cà Mau mỗi nơi 1 ca. Đến nay, 5 tỉnh thành phố ghi nhận tổng số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh lên 194.100 ca, đứng nhất cả nước. Bình Dương đứng thứ hai với 86.050 ca, Đồng Nai 20.471 ca, Long An 19.495 ca, Tiền Giang 8.509.